Một người phụ nữ đến cơ quan công an trình báo về việc bị trộm mất một số lượng vàng trong nhà. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã mau chóng xác định kẻ trộm lại chính là bạn thân của người trình báo. Sự việc vừa mới xảy ra tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tạm giữ hình sự bà Lưu Thị Anh, 58 tuổi để điều tra. Tại cơ quan công an, thì bà Anh thừa nhận hành vi trộm vàng của mình. Điều đáng nói, bà Anh và người phụ nữ trình báo là bạn thân quen biết từ lâu. Đặc biệt khi dịch Covid-19 đang hoành hành, người phụ nữ còn mời bà Anh về nhà của mình cưu mang chăm sóc. Do thấy gia cảnh khó khăn, bà Anh khai nhận sau khi trộm đã đem bán 2 chỉ vàng, được gần 10 triệu đồng. Công an quận đã thu hồi và tạm giữ 2 chỉ vàng cùng với khoản tiền mặt là 590.000 đồng để phục vụ công tác điều tra.